bây giờ Ben với Jun sẽ đi ra cái chỗ mà mình đi thuyền qua bên kia đảo, cái đảo Sichin đó mọi người. Đây, quá trời trời người, không biết có phải là mấy người đi tham quan ở bên kia đảo về không. À, đây là giống như là một khu nhà hàng ăn uống vui chơi luôn á mọi người. Thì có mấy cái phà du lịch cho mình nè, mấy cái thuyền đi du lịch á. Bây giờ Jun muốn bắt cái thuyền này để đi qua bên kia đảo chơi, cái đảo Sichin á, có thể là cái đảo đó đó, rất là gần, chạy qua có chút xíu thôi mọi người, nhưng mà phải đi tàu qua. Trời ơi, tụi Ben vừa mới tới là tàu nó vừa đi. Không biết bao giờ mới quay lại để đi cái tàu khác nữa. Hy vọng là còn chuyến khác không lâu. Nhưng mà mình là một trong những người khách đầu tiên thì cũng phải chờ cái chuyến tàu nó cũng hơi lâu đây. Chỉ là hy vọng đừng có lâu lắm. Đó, cái phà nó rời đi rồi đó. Đang đi qua bên kia rồi kìa. Đó, cái chuyến tàu đó đó. Mà cái chuyến tàu đó thì lúc mà Jun vô hỏi thì người ta nói một tiếng đồng hồ thì chỉ có một chuyến thôi. Người ta chỉ đi tới cái giống như cái bến tàu khác thì có cái tàu người ta sẽ khởi hành mỗi 15 phút. Có thể cái tàu nó nhỏ hơn nhưng mà có nhiều chuyến hơn thì mình không có phải chờ lâu á mọi người. Đây, bây giờ tụi Ben đang đi tới cái bến tàu thứ hai đây. Tụi Ben tới cái bến tàu thứ hai rồi mọi người. Đằng xa kia đó, Busan Ferry Pier. Cái cảng này sẽ có tàu đi ra đảo mỗi 15 phút. Đi bộ cũng thêm 10 phút nữa mọi người. Bây giờ mà muốn đi bộ về lại cái chỗ lái xe là chắc chừng 30 phút hoặc 30 phút hơn. Càng đi càng xa. Càng đi là càng thấy xa nơi trở về. Tới nơi rồi nè mọi người, bạn thấy đằng xa kia có xe máy nè. Xe máy này là người ta sẽ đi phà đi qua bên kia đảo luôn. Chắc là mấy người này là những người sống ở trên đảo mọi người, hoặc là chạy ra đó có việc gì đó. Cái thuyền này sẽ là cái phà này sẽ là cái phà lớn chở cả xe máy luôn. Xe hơi thì bạn không biết là có chở được không, nhưng mà xe máy là bạn thấy ở đây người ta đang xếp hàng rồi nè. Đi ra cái đảo Sichin kìa. Sichin Festival. Yes. Go outside? No, you just you have to go inside, right? Swipe in. Yeah, just có cái thẻ này là được. Mình ở đây chờ tàu mọi người, nhiều người đây nè. Làm sao ai? Sẵn lại rồi. Cái tàu đằng kia kìa mọi người. Mọi người bây giờ bắt đầu đi lên trên thuyền. Đây, cái thuyền ở bên. The other boat is just for the motorcycle, I think. Hey, motorcycle that way. Oh, motorcycle first. Where's the car? This is the Qigu 2号. Nice, very cool. Look. Oh, man. Oh, you can ride your bike. Yeah, yes. Yeah, có mấy người lái xe đạp ở thành phố lên đây luôn. Oh. You can ride a stroller too. Oh, ayo, there's more people coming. Just go here? No, that's for the. But how do we go? I guess we have to stay downstairs because we have a stroller. Can we stay there? Mọi người bạn thấy là ai lên tàu là người ta sắp xếp có người trước người sau hết nè. Ai lên trước là đi vô trong sâu trong xa đó, ai lên sau thì đứng ở ngoài. Đây có hai tầng nha mọi người. Lên trên kia tầng trên nữa, nhưng mà cầu thang thì bạn với Jun không đi được tại vì có cao ngủ rồi. Không có thấy được đang đi tàu nước rồi.
You take this before? Đã bao giờ đi cái bên Hoa Trung là đã bao giờ đi cái tàu này chưa? I don't remember, but I remember my elementary school teacher. Okay. He live over there. Chú nói là chú nhớ là hồi cấp 1 á là chú có đi nhưng mà không có nhớ rõ lắm tại vì nhỏ quá. Tàu rơi bến rồi mọi người ơi. Xuất phát rồi. Đi thôi. Đi thôi. Tới rồi mọi người ơi. 3 phút thôi. 5 minutes. 5 phút thôi. This is 85. Yeah. Ở bên kia là cái chỗ cái màu trắng trắng đó là đang vừa mới đi chơi gần cái chỗ trắng trắng đó. Cái chỗ Music Pop Center. Qua bên đây. Wow. We are here. Tới rồi. Chí Trinh. Tụi Ben sẽ mướn chiếc xe này chạy quanh thành phố. Chúng nói là với chiếc xe này thì nó chạy nhanh hơn thì mình tham quan được hết thành phố. Nên là hai đứa quyết định để mướn một chiếc xe này. Ben với Trinh ngồi đằng trước, bỏ cái car seat, bỏ cái stroller ngồi đằng sau. An toàn đi. Want it a bit tighter or? Đây nè mọi người đang lái xe đi nè. Thầy ơi, bạn. So many people. Yeah. Nhiều người lắm luôn. Hôm nay thứ ba mà sao có nhiều học sinh nghỉ học hay sao mọi người? Nhiều ơi là nhiều mấy em học sinh luôn á. Wow. Nhìn nhộn nhịp ha. All side stop. Cái đèn xanh chớp chớp kìa, yellow kìa, đèn màu vàng chớp chớp kìa, all side stop. Chừng nào an toàn thì đi. So many students. Đúng rồi, vừa mới xuống cảng cái đi ra thẳng tới con đường này là giống như con đường du lịch. Có đồ ăn, có đồ chơi, có bán đồ lưu niệm rồi mọi người. Coi Kyle nè. Ấy. Kyle bên lấy cái áo tròn bên quàng lại rồi. Quán bán đồ ăn hải sản chưa có mở cửa, chắc chưa có mở cửa nữa. Oh, so fun. Nhìn nó nhộn nhịp vui chứ nè. À, coi nè, coi cái mặt hớn nè. Cái mặt hớn nè. Rồi nè, coi nè, Kyle nằm trong cái áo của mẹ nè. Hello. Hello Kyle, hello. Hey. Bên này cái phố biển giống như bên đường Phạm Văn Đồng. Oh, Chanel. Ooh, yeah. Cái lại buy some Chanel đi. Buy Chanel.
Smell là ốc đó mọi người. Đây, ốc này mọi người. Đây là ốc. Chị nào chị nào. Còn chung là... She said this is good. Do they mix and match or? This is good. Can you mix? Can. Okay. Yeah, some each. How much? This is 100 to 150. 150. Đây là cái đường dọc theo biển này mọi người. Xuống dưới này thì cũng không còn gì nhiều nữa, tại vì những cái mà giống như đồ ăn hay là cái địa điểm du lịch là nó nằm gần cái chỗ mà bến phà hết rồi. Ở đằng đây thì hơi xa xa. Và tại vì bình thường là ai bắt phà qua đây thì đi bộ, thì chỉ đi bộ những xung quanh những cái chỗ hồi nãy thôi, giống như là chợ đêm vậy đó. Còn hướng này ở ngoài biển là những người mà ở đây người ta mới đi ra đây, người ta giống như kiểu là tập thể dục hay là ra đây hít thở không khí trong lành. Thì nó gần biển nè, cái hướng bên kia là biển rồi đó mọi người. Cái này là hòn đảo nhỏ của Đài Loan, Sichin. Đây là chỗ nào đây? Sichin Seaside Park. Đó là cái công viên bên cạnh biển của Sichin. Chạy vô đây được nè. Going downhill. Xe chạy nhanh hơn. Yeah, vui không con? Enjoy không con? Đã quá ha, Kyle rồi ha. Nè, đi chơi này vui quá ha. Úi dồi ôi. Ôi, mặt trời đang lặn luôn. Mặt trời lặn ở biển nè. Ok. Cái này là biển của Đài Loan này mọi người. Nó không có bãi biển. Cát nó không có trắng ha. Nó có bãi biển. Cái này là bãi biển ở tại, nhưng mà cát nó không có trắng, là bên tưởng là đá. Nhưng mà thật sự là cát rồi mọi người. Để đi ra quay nha. Biển này mọi người, người ta có một cái ramp cho mình đẩy xe ra ngoài này. Biển này cát nó đen nha mọi người. Không có trắng giống như biển ở Việt Nam mình hay là ở Florida. Cái màu nó hơi tối tối. Hoàng hôn. Mặt trời đang lặn đây. Vừa đúng lúc đẹp luôn. Mặt trời lặn trên biển luôn. Cái chỗ Sichin Seaside Park này nó có chỗ cho mình chụp hình nè mọi người, chụp hình sống ảo nè. Mấy cái màu xanh màu trắng này nó làm như cái Santorini á. Đây nữa nè, có một cái chỗ này, cái góc này cũng đẹp nè. Rồi ở bên trong kia cũng có cái cửa sổ với lại cái cây kìa. Nhìn nó đơn giản, nhìn nó cưng lắm mọi người ơi. Ai ở Cao Hùng mà nếu mà có đi du lịch tới đây thì nhớ ghé cái chỗ công viên biển này để chụp selfie nha. Có cái anh trai kia kìa, chụp selfie kìa. Đó, trời ơi. Trời ơi, cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Phải kêu chung là một bố cũng được. Trời đang lặn. Như lặn sóng lúc rồi. Xong đây là bây giờ Ben với Trung phải chạy ngược lại về cả xa. Rồi đi dọc dọc cái đường hồi nãy mà Ben quay đó. Hồi nãy chạy nhanh, quay nhanh. Bây giờ quay lại đi bộ từ từ. Kiếm cái gì đó ăn. Rồi bắt đầu đón phà về lại bên đất liền, bên Cao Hùng. Rồi tối nay
sẽ đi ăn một trong những cái gọi là chợ đêm lớn nhất ở miền miền Nam của Đài Loan. Đó là chợ đêm Rifan. Hôm qua không có đi được tại vì hôm qua đóng cửa, không có đi được. Rồi, nhỏ nhỏ mà được đi chơi rồi đã quá he. Có enjoy không Khai không? Đừng có ăn cái đó của bạn. Có enjoy không con? Bạn ôm cào cứng ngắc rồi. Bạn có cái áo khoác cũng rụng á. Cái bạn tròn hết lại quần Khai luôn. Bây giờ ba, bây giờ gia đình Khao sẽ về lại thành phố. Mặt trời lặn lặn rồi thì trời hơi xe lạnh. It's getting chill. Yeah, chill a bit. So it's trời xuống núi rồi. À, xuống biển chứ. Ở bên Việt Nam mình là mặt trời lặn hướng núi mọi người ha. Bên này thì tại vì cái hướng này là hướng Tây, mà hướng Tây cũng là biển. Tại vì cái đảo mà nên chỉ là mặt trời lặn xuống biển rồi. Bây giờ là hết nắng, hết ánh nắng nên là trời nó lạnh lạnh xa xa liền. Còn ánh nắng á, thì nó còn ấm áp chút xíu. Tắt nắng thế là trời lạnh liền. Mọi người ơi, đằng xa xa kia có chiếc xe giống Ben nhưng mà là xe đạp. Xe của Ben với chung là xe điện. Nhưng no, not low budget, it's exercise. Exercise nha mọi người. Muốn tập thể dục, muốn hoạt động thì đây. Đó, dễ thương chưa? Coi kìa. Coi có người hóng kìa. Trời ơi, sao mà thơm mọi người ơi. Nước nè. Rồi khu chợ cũng đông đúc, nhộn nhịp vui nè. Đã có đèn lên á. Ồ, mấy cái đèn ở trên này mà người ta không bật sáng lên đó, bật sáng lên chắc đẹp lắm. Hay là tại vì chưa có tối lắm. Đây, hai bên đường. Mấy cái hàng quán này không biết là mở buổi tối hay mở buổi sáng nữa. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại là không có mở. Hai bên có nhiều chỗ bán hải sản lắm mọi người. Thì cũng gần biển á. Yeah, với lại mấy cái chợ đêm ở Đài Loan, mình thấy hay có mấy cái chỗ mà chơi trò chơi này nè. Chơi gấp thú rồi, chơi bong bóng nè. Rồi chơi mấy cái game, lấy cái mấy cái thẻ mọi người, lấy mấy cái ticket để đổi quà. Quán sáng gì mà đúng không? Mọi người có chóng mặt không mọi người? Chứ Chun chạy chiếc xe này Ben cũng không biết quay sao cho nó chậm nữa. Tìm được quán mực này mọi người, mực nước Blue Sweet 90 vậy. Châu sư khoai 90 một cái 90. Còn bên đây cũng có mấy cái món khác rẻ hơn, nhưng mà ăn mực nước trời ơi cái mùi nó thơm, thơm lắm luôn mọi người ơi. Gương mặt thấy đồ ăn lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc hết trơn á. Đồ ăn kìa, có cái mặt đồ ăn kìa. Món ăn tiếp theo của tụi Ben sẽ là đồ chiên. Có cái trứng cá này nè mọi người. Chúng nói muốn ăn thử tại nó lạ. Có hai cái nhưng mà Ben với Chúng order một cái rồi còn lại một cái. Cái này hình như là thịt cua mà không biết là thịt cua thịt hay thịt cua giả. This one is real crab or fake crab? Fake. Ở trên đây có chả cá với lại chả mực, chả tôm. Bên này có cá, cái gì cá bông trứng nè mọi người, cá trứng ở trong có trứng á. Này ăn vậy rồi bắt đầu đi ra đón tàu đi về lại. Tại vì tụi Ben muốn đi về lại bên kia để đi cái chợ đêm lớn nhất nhì của miền Nam Đài Loan á mọi người. Chợ Ufang á.
cái bến phà ngay bên kia. Bây giờ đi qua bên kia bắt phà đi về lại cũng gần, phải có 5-3 phút mà mọi người, nhanh lắm. Một người vẫn còn đang tươi tỉnh nè. Vẫn còn tươi tỉnh lắm nè. Đi chơi ba mẹ giỏi nè, ngoan nè, trộm vía nè, rất là giỏi, ngoan cả ngày. Vẫn còn rất là năng lượng. Cái trứng cá là 130 đồng nè mọi người. Đây nè, cái món làm kinh cùng ạ. Đi bày sang sử khoai. Cái trứng cá nó như vậy nè mọi người. Đây. Đó là người ta rắc thêm muối, giống như là muối tiêu vậy đó. Mời mọi người nha. Hẹn ăn nha. Mắt cái hộp. Very different. Rất là khác biệt mọi người. Khác lắm, không biết diễn tả là sao nữa. Nhưng mà cũng nên thử cho biết nha mọi người. Nếu mà ăn có ăn cái một chuyến tới là một chuyến đi mọi người. Cái chuyến hồi nãy đậu ở đây, tới kia cái chuyến này gần tới mới đi luôn á. Tối rồi cũng có nhiều người qua đây chơi nè. Ở bên đây cũng có nhiều người về lắm nè. Quá trời. Người đi về lại luôn. Hồi nãy đi qua cũng bấm cái này một cái. Rồi bây giờ đi về cũng bấm cái này một cái. Là người ta sẽ tính là như một lần là 20 đồng hay 25 đồng gì đó. And how much is one time? 20 or 25? If you pay cash, it's $30. Nếu mà trả bằng tiền mặt á, mua vé thì 30, còn đi bằng cái thẻ này thì là 20. Ơi. Đi thôi. Đi về nhà thôi. Tạm biệt Xi Jin. Đằng xa có cái tàu kia đang tới kìa mọi người. Cái tàu kia đang tới thì cái tàu này sẽ xuất phát. Rồi bây giờ động cơ nó mới bắt đầu sofa, let's go home. Okay, bye Xixin, Xixin, zai jian. See you maybe in 10 more years. Yeah, không biết bao giờ mới về lại Câu Hùng rồi mới đi ra đảo lại. Tại vì Đài Loan cũng có nhiều chỗ tụi Ben chưa đi nữa, chưa đi hết nữa. Trải chiến.